Rồi, chào các bạn mọi người nha. Hôm nay hãy mình vay những chiếc 70 bị về các bạn. 70 bị về các bạn. Như gắn cái dây băng tải các bạn. Hôm hồi nãy chiếc 70 bị về các bạn. Giờ má còn xem cắt lúa các bạn. Này đang chạy chậm các bạn. Dạ yeah, chuyển đất luôn các bạn. Hãm vụ đông sân mà đất mềm. Hãm cái này đời mới các bạn. Này hình như 2021 luôn. Hãm với cái này á, hãm với 2021 các bạn. À, có chữ xe que. Thì đó các bạn, cái dặn lúa hỏm thấy chưa nè, dặn lúa hết hồn các bạn. Coi xem canh tác vụ lúa cái coi các bạn. Nha các bạn, hết hồng cái dạng lúa các bạn. Dạng lúa này hỏng, nó bông chín rồi. Hỏng mới dạng lúa hỏng hết hồng các bạn. Qua wow, cái dạng lúa này cao vàng các bạn. Đây, chiếc này như là đang gắn cái dây băng tải các bạn. Hỏng dưới nó bị nó vuột dây băng tải các bạn. Hỏng gắn cái dây lên. Chút xíu hồi sẵn sàng liền. Hồi nãy chú mày cắt hồi nãy về lại nó trong mới lên. Thì đâu đông sưng mà đất mềm các bạn. Quá trời da yeah, chua chuối luôn các bạn. Mấy cái đầu này đầu hơi mềm các bạn. Đầu này đầu hơi mềm. Còn nhiêu đã hết rồi các bạn. Vụ đông xuân trúng mùa 2024. Trong lúa là chắc chấm đầy thâm tám. Năm nay là tháng chạp năm Quý Mão. Năm nay mình toàn thể quý vị mọi người mình kiểm tra cho cây vụ lúa đông xuân. Đợt này được trúng mùa đầy thơm các bạn. Rồi trước máy ăn vũ nay đã sẵn sàng chưa các bạn? Hẩm bị vuột cái dây băng tải các bạn. Hẩm mới gắn rồi xong rồi các bạn. Yeah.
Này xong rồi chưa các bạn? Chiếc 70 hãm mới cắt rồi các bạn. Rồi xong. Cắt lúa xong rồi các bạn. Rồi chiếc dũ đã sẵn sàng chưa các bạn? Này hãm gắn cái da băng tải rồi xong. Đó. Rồi tiếp tục nữa các bạn. Rồi, tiếp tục đã sẵn sàng rồi các bạn. Cắt cổ ông Năm các bạn. Bữa nay mình hỏng ông Năm, bữa nay đã chết rồi. Hôm nay sẽ mình quay những cho các bạn mọi người cùng xem nha. Vụ Đông Xuân 2024 được trúng mùa đầy thơm. Rồi ba mẫu các bạn. Rồi còn chiếc 70 2021 bữa nay mình tiếp tục ba đám chưa các bạn? Rồi sửa khuôn mới các bạn. Rồi ba màu nữa các bạn. Rồi phượt rồi các bạn. Phượt giống này thơm các bạn. Bạn nhìn thấy không? 70 phượt các bạn. Và còn mà vô số mà chạy cái này. Thì là bữa nay là tháng chạp năm Quý Mão. Hôm nay mọi người cho canh tác vụ Đông Xuân 2024. Rồi ba màu nữa các bạn. Bữa nay có nhập e cầu thì bữa nay mình có nhập để mua máy các bạn, điện vào có máy số, có số điện thoại. Bữa nay mọi người để nhập mà coi hồi nãy bốn cái bức tranh đó, bữa nay mình hổng mình vay những cho các bạn xem nha. Mình vay những mọi người bốn cái bức tranh vẽ hình hình người bạn gái Thảo các bạn. Rồi ba mẫu nữa các bạn. Hổng với cây này hổng là đời 2015 các bạn. Hổng với đã có thiết kế nhà. Hổng với máy cắt. Hổng với hổng có gì đám ma các bạn. Hổng với hổng bị lưỡi tan chôm các bạn.
hầm hỏi với hầm với nước nước trà các bạn, hầm với cây này á, hầm bà con cô bác với uống nước trà rồi xong rồi á, hầm với người bà con nông dân các bạn. Chào chào bà mọi người nha, bữa nay mọi người là chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài phát lộc cho các bạn mọi người cùng xem nha. Những thể loại áo dài chùa khoai lang cho các bạn mọi người cùng xem nha. Rồi xin tạm dừng kết thúc, hẹn gặp lại trong rồi sau nha.